Thanh Hóa hiện có khoảng 26 triệu con gia cầm. Với tổng đàn lớn, nếu dịch cúm gia cầm xảy ra, thiệt hại về kinh tế rất lớn. Do vậy, các địa phương hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Thanh Hóa có tổng đàn gia cầm lớn, nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 78% nên nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm phát sinh và lây lan rất cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tri cục chăn nuôi và thú y, chính quyền các địa phương tăng cường quản lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm kiểm soát nguồn giống, tiêm phòng đợt 1 và tiêm phòng bổ sung cho số gia cầm mới phát sinh. Các địa phương tăng cường hướng dẫn người nuôi chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ 16.650 lít hóa chất sát trùng cho các huyện, thị xã thành phố để thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024 để mà ngăn chặn kịp thời ngay từ cái mầm mống ban đầu thì cái người chăn nuôi là đóng vai trò yếu tố quan trọng trong cái việc tiếp cận với vật nuôi và phát hiện nếu mà thấy có nguy cơ cũng như có những biểu hiện uh, lâm sàng uh, biểu hiện bên ngoài có những cái triệu chứng về bệnh thì phải báo cáo ngay về uh, cách ly theo dõi và báo cáo ngay với cán bộ thú y cấp xã và chính quyền cấp xã tại Thanh Hóa. Mặc dù chưa có ổ dịch nào phát sinh, nhưng không vì thế mà các địa phương hộ chăn nuôi chủ quan lơ là trước nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Khi phát hiện gia cầm bị ốm chết phải báo ngay với cán bộ thú y, tuyệt đối không được bán chạy, bán tháo hoặc vứt xác gia cầm bệnh ra ngoài môi trường để hạn chế sự phát sinh và lây lan dịch bệnh.